Sau khi Ultraman Cosmos kết thúc được khoảng 2 năm, vào khoảng đầu năm 2004, doanh số bán DVD của dòng Ultra đang tăng mạnh. Nhân thời cơ thuận lợi này, Tsuburaya Productions đã bắt đầu triển khai dự án Ultra End Project nhằm hồi sinh lại dòng phim Ultraman theo một hướng khác, với nội dung và thiết kế đột phá hơn so với trước, với nhân vật chính là Ultraman Noir. Chào mừng các bạn tới với RTK Media. Ở clip ngày hôm nay, qua kịch bản để viết bởi anh Hoshino Aoi, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về Ultra End Project nhé. Ultra End Project được chia ra làm 3 giai đoạn. Đầu tiên ta có Noir Nostalgia. Noir Nostalgia là giai đoạn 1 của Ultra End Project. Dự án lúc này chỉ mới được thiết kế, do vậy Ultraman Noir có tạo hình 100% là màu bạc và đem trong mình những chi tiết mà không một Ultraman nào khác thời đó giờ có, ví dụ như Noir Aegis với đôi cánh anh mang sau lưng. Ultraman mới này cũng không hề có Color Timer, nhưng thay vào đó là một Energy Core, phần chi tiết nhô lên màu đỏ ở giữa ngực. Ultraman Noir lúc này chỉ được sử dụng để xuất hiện ở các stage show cũng như quảng bá cho các sản phẩm bán ra. Tuy nhiên sau cùng, anh cũng có cơ hội để sở hữu một nội dung và câu chuyện riêng cho bản thân mình vào thời điểm này, đó chính là Ultraman Noir Battle of Dream. Noir, một vị thần cổ đại đã bảo vệ vũ trụ suốt từ thời xa xưa. 20.000 năm trước sự kiện của Ultraman Nessus, tinh văn M80 đang đứng trước sự diệt vong bởi Space Beast, một loại quái vật háu ăn và là nỗi sợ hãi khiếp đảm cho nhiều loại sinh vật khác. Noir hợp thể bản thân mình với các Dynamis khác nhau để chiến đấu chống lại Space Beast. Sau trận chiến đầy gian nan, Noir chìm vào giấc ngủ sâu. Nhân cơ hội này, một nhóm người ngoài hành tinh, sau này được biết đến với cái tên là Visitors, đã sử dụng sức mạnh của Noir để tạo ra một người bảo vệ cho riêng mình, mang tên Ultinoi Zagi. Nhưng trái với kỳ vọng ban đầu của họ, Zagi nổi loạn và bắt đầu tàn phá. Trong một cố gắng sửa sai của các Visitors, họ cho nổ cả hành tinh và mặt trời của chính mình. Nhưng không may thay, Zagi lại tẩu thoát được và trốn vào lỗ đen tạo ra do vụ nổ ấy. Lỗ đen đã dẫn Zagi tới vũ trụ M78, nơi mà hắn đã gặp phải và đương đầu với các Ultra Brothers. Tiếp sau đó, Noir thức giấc và theo dấu Zagi tới vũ trụ M78, hợp lực với Ultra Brothers để chống lại Zagi và quân đoàn Kaiju do hắn thôn tính được ở vũ trụ này. Sau một trận chiến căng thẳng thì Noir cuối cùng cũng đánh đuổi Zagi về lại vũ trụ của mình. Thân xác hắn bị xé tan, nhưng sức mạnh thì vẫn còn tồn tại. Noir sau đó sử dụng Noir The Final để phong ấn lại lỗ không gian dẫn tới M78. Nhưng hành động ấy vô tình đã làm cạn kiệt sức mạnh của Noir và khiến ông trở thành hình dạng Ultraman The Next. Ngoài ra, vào một khoảng thời gian trước khi Noir đối đầu với Dark Zagi, ông đã có lần qua vũ trụ M78 và xuống trái đất cứu giúp con người ở đó. Trong tập 7 của series Ultraman năm 1966, team SSSP bay tới Trung Đông và gặp được một thành phố cổ đại mang tên Braji. Nữ hoàng của ngôi làng đó kể lại sự kiện mà Noir cứu giúp người trái đất. Sự kiện này được đề cập trong kinh thánh là Noah's Ark, một con tàu chứa mọi giống loài sinh vật, một đực, một cái, sống sót sau trận lũ lụt kinh hoàng quét sạch trái đất. Thêm nữa, Noah cũng đã ban cho người dân Braji sức mạnh, một hòn đá xanh để chống lại Antler, một con kaiju cổ đại đe dọa tới sự sống và nền văn minh của họ. Để cảm tạ, họ đã dựng lên bức tượng để tôn thờ Noir. Bước vào giai đoạn 2, Tsuburaya bắt tay vào làm phim chiếu rạp cho dự án này. Phần phim mang tên Ultraman The Next năm 2004. Dự án ban đầu được gọi là Yellow Eyes. Noir lúc này đã trở thành hình dạng The Next, truy đuổi theo một con Space Beast mang tên Z1. Trong cuộc truy bắt, cả hai tới trái đất của vũ trụ Noir vào năm 2004. Trên đường đi, The Next va phải Baki và chọn anh làm vật chủ sau đó, Dynamis đầu tiên của Noir trên trái đất. The Next ký sinh trong cơ thể của Baki để dần lấy lại cơ thể gốc và sức mạnh của mình, hòng có đủ sức chống lại Z1. Ban đầu, Baki hóa thành một bản thể The Next nhỏ hơn Ultraman thông thường. Thiết kế của The Next mang khá nhiều nét gợi nhớ về những bộ suit Ultraman đầu tiên, như thiết kế mặt sần sùi, nhiều nếp nhăn ở Alpha's form, hay bộ mặt nhẵn nhụi, không tì vết và thân hình đỏ ở form Junis, như bộ suit về sau của Ultraman. Ngoài ra thì thiết kế cơ thể anh có phần ngoài hành tinh hơn, nhiều mô cơ bắp và có phần thể hiện sự không hoàn thiện của mình. Và đặc biệt, anh không hề có Color Timer, y như hình dạng Noir của mình. Thay vào đó là một cái Energy Core, mặc dù công dụng của nó cũng như Color Timer, song lại có phần nguy hại hơn. Sức mạnh của anh xuyên suốt bộ phim đều do chính bản thân Maki khám phá ra và hoàn toàn không hề có sự can thiệp hay ý chí của The Next giúp điều khiển. Sau sự kiện trong movie, The Next tách ra khỏi vật chủ Maki và chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa, chờ đợi Dynamis tiếp theo của mình. Tiếp theo là Nessus Trinity, giai đoạn 3 và là giai đoạn cuối cùng của Ultra End Project, một TV series tối tăm và đáng sợ hơn hẳn so với những series trước đó. Nhà sản xuất Hiroyasu Shibuya chia sẻ, trước đây khi ông bắt tay làm Cosmos, ông đã nhấn mạnh vào khái niệm lòng tốt để truyền tải thông điệp rằng nếu bạn tin vào điều ấy thì nó sẽ xảy ra. Nên khi làm về Nexus, ông muốn truyền thêm một thông điệp khác rằng dù cuộc đời bạn có khó khăn, đau buồn đến đâu thì bạn cũng không nên từ bỏ hy vọng. Vì ở đâu đó luôn có người kết nối với bạn, giúp đỡ bạn dù gián tiếp hay trực tiếp và ngược lại.
Lý do mà series có vẻ u tối và đáng sợ hơn các series thông thường là do vào khoảng thời gian đó ở Nhật Bản đang rộ lên trào lưu về phim kinh dị. Ví dụ điển hình như series Garo năm 2005 cũng có yếu tố máu me rùng rợn dành cho lứa tuổi khán giả trưởng thành. Nessus Trinity là series thứ hai sau Ultraman Gaia, không đi theo dạng cốt truyện diệt yêu quái hàng tuần mà đem trong mình một cốt truyện tổng thể xuyên suốt cả mạch phim. Đồng thời, phim cũng tận dụng tốt yếu tố sử dụng Dark Giants để làm chùm hay những kẻ giật dây cho mỗi arc của bộ phim. Và điểm đặc biệt nhất của cả phim đó chính là số lượng của các Dynamis lên tới tận 4 người. Bộ phim lấy bối cảnh sau sự kiện movie Ultraman The Next vài năm. Con người này đã thành lập một tổ chức mang tên TLT. Họ lập nên đội Knight Riders, được trang bị vũ khí và tàu chiến tối tân để chống lại sự xâm lăng của Space Beast. Do nhân vật chính của phim không phải là Ultraman nên nó cho ta nhiều góc nhìn từ các nhân vật khác nhau, từ nhân vật chính của phim cho tới các Dynamis. Và cả cách họ tiếp xúc, tương tác lẫn nhau có khá nhiều điều mới mẻ so với các series trước đây. Mỗi khi một Dynamis được chọn thì họ sẽ bắt đầu có những giấc mơ về một di tích cổ đại, nơi họ đứng trước một bức tượng hình dạng như một chiếc phi thuyền Stormflugger. Và trong chiếc phi thuyền đó chính là nơi họ gặp gỡ Nessus. Người thứ nhất trong series, Dynamis thứ hai trên trái đất được lựa chọn là Himeya Jun, một cựu nhiếp ảnh gia chiến tranh. Khi Himeya hóa thành Nessus thì anh có thể biến hình thành hai dạng, một dạng cơ bản Alphas nghĩa là thời thơ ấu và hình thái Junis nghĩa là thời trẻ. Người tiếp theo được lựa chọn tiếp nhận sức mạnh của Nessus là Senjuren, một sản phẩm con người nhân tạo của dự án Prometheus Project. Anh có thể lực phản xạ vượt trội so với người bình thường, đồng thời cũng sở hữu cho mình siêu năng lực. Do anh có những khả năng xuất chúng tới như vậy nên khi hóa thành Nessus, ngoài hình dạng Alphas thì hình dạng Junis của anh hóa thành Junis Blue, nhanh nhẹn và có nhiều kỹ thuật hơn. Người thứ ba hóa thành Nessus chính là đội trưởng Nagi. Tuy cô chỉ biến thân trong một khoảnh khắc duy nhất nhưng vẫn được tính là một vật chủ của Nessus. Mặc dù trên phim cô chỉ làm host có một khoảnh khắc, nhưng trong concept vẫn có hình dạng Junis riêng của Nagi được thiết kế ra. Và người cuối cùng, nhân vật chính của phim, Kazuki Komon. Anh được chọn làm Dynamis cuối cùng vào ngay tập cuối của phim. Do Komon đã tiếp xúc với cả Jun và Ren nên anh có thể biến hình thành cả hai dạng Junis và Junis Blue. Ngoài ra, anh cũng giúp Nessus lấy lại hình dạng thật của mình, Ultraman Noir. Sau sự kiện này, Noir rời đi, để lại trái đất cho con người tự quản. Điểm đặc biệt của Nessus đó chính là tuy anh có Color Timer nhưng cách hoạt động của nó lại khác hoàn toàn so với các Ultraman khác. Khi Dynamis hóa thành Nessus, thể lực, thể trạng, khả năng của chính bản thân họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian và sức mạnh của Nessus. Và ngược lại, những chấn thương khi họ gặp phải trong quá trình chiến đấu cũng sẽ đều ảnh hưởng lên cơ thể con người của họ. Có thể nói, Nessus là sự biến hóa và hòa hợp với chủ thể của mình, ban cho họ sức mạnh phù hợp với khả năng của họ. Đó chính là lý do tại sao cả Jun, Ren và Nagi đều có form Junis của riêng mình. Và sau mỗi Dynamis, Nessus sẽ mạnh dần để rồi cuối cùng quay về hình dạng nguyên thủy, Noir. Ngoài ra, Dynamis còn nhận được hai thứ khác ngoài thiết bị biến hình, Evolve Thruster. Một là khẩu Blast Shot và hai là phi thuyền Stormflugger. Một thứ mà chưa Ultraman nào đó giờ có và ban cho vật chủ của mình. Thực ra ban đầu, series Ultraman Nessus được gọi là Ultraman Cross và không hề có dự định được cho vào là một phần của dự án Ultra End Project. Phim dự định không hề có team bảo vệ cứng cáp như hiện tại mà là một nhóm người bị tách biệt ra khỏi xã hội. Thông qua mối liên kết giữa họ với nhau, họ dần trở thành một đội thực thụ. Tuy nhiên, do khoảng thời gian đó, movie đã được chiếu ngay trong lúc TV series đang chiếu giang dở, nên đội ngũ làm movie và series của Tsuburaya quyết định liên kết cốt truyện của cả hai lại với nhau, tạo nên Nessus như ngày nay. Tuy series Ultraman Nessus có khá nhiều bước đột phá, phá cách so với những series trước đó, nhưng vì series khá tăm tối và nó còn được chiếu vào khung giờ 7:30 sáng thứ bảy, thời điểm mà có khá nhiều trẻ em nhỏ xem, nên nó chỉ được rating trung bình khá khiêm tốn là 2,97%, một con số không cao cũng không thấp. Nhưng nó hoàn toàn không được ưa chuộng so với Cosmos hay series sau đó là Max. Do nhận được rating khá thấp như vậy, cộng thêm việc kinh phí series cũng thấp hơn so với trước kia, nên series Nessus phải bị cắt ngắn đi, loại đi khá nhiều chi tiết và cốt truyện gốc cũng phải thay đổi. Ví dụ như movie và arc riêng kỹ càng hơn về Senjuren cũng phải bị cắt gọt bớt. Cả movie Ultraman 2, Requiem về Ren cũng phải bị loại bỏ. Không những vậy, arc phim riêng về Common quay về quá khứ và phát hiện ra ai đã từng cứu mình khỏi vụ chết đuối lúc nhỏ cũng không được ra mắt. Tuy nhiên, những vấn đề trên cũng không làm nản chí dàn nhân sự của Tsuburaya. Họ đã làm ra một dự án đi vào lòng người, bằng chứng là giờ đây vẫn có rất nhiều bạn thích series Ultraman Nessus phải không nào? Có lẽ bởi cốt truyện tăm tối và ghê rợn, phim chiếm được thiện cảm của khán giả vị thành niên nhiều hơn. Vậy, trên đây là tất cả những thông tin mà chúng mình muốn đem tới cho các bạn về Ultra End Project. Nếu chúng mình có bỏ sót điều gì, mong các bạn sẽ để lại bình luận ở bên dưới phần comment nhé. Đừng quên like, share video. Đồng thời, subscribe cho kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Thêm nữa mình cũng xin thông báo, hiện tại RTK Media đã thành lập fanpage chính thức, nơi chúng mình đưa tới nhiều thông tin thú vị, cập nhật xoay quanh Tokusatsu, cũng như những thông báo về lịch ra mắt và chủ đề của các clip tiếp theo mà nhóm sẽ thực hiện. Vậy nên các bạn nhớ like page chúng mình để dễ dàng tương tác cũng như tiếp cận thông tin của nhóm nhé.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. ネットは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー。俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。